Chào các em, thầy Tuấn giảng viên bộ môn Toán tại trung tâm luyện thi Five Star. Thì sau cái buổi hôm trước thầy có làm cái video về cái công thức tính điểm thi trung học phổ thông quốc gia, thì thầy nhận được rất là nhiều ý kiến của các bạn là các em rất là lo lắng về bộ môn Toán cũng như là các bộ môn khác để làm sao để đạt được cái điểm số tối ưu hóa nhất. Thì hôm nay thì thầy cũng giới thiệu đến các em một cái lớp học sắp tới mà thầy sắp khai giảng, đó là cái lớp học mà ôn thi cấp tốc trung học phổ thông quốc gia và đại học môn Toán. Và mục tiêu của cái lớp học sắp tới này của thầy đó là trong vòng 4 tháng cuối sẽ cố gắng lấy được gốc cũng như là ôn tập môn Toán cho tất cả các bạn đạt được mức độ 7 cộng và 8 cộng. Tất nhiên các bạn chú ý ở đây là mức độ 7 cộng và 8 cộng. Với những bạn mà các em đang ở giai đoạn là các em mất gốc, các em quên hết tất cả kiến thức rồi, và trong cái khóa học trong vòng 4 tháng tới này gần như là những cái bài giảng ở mức độ mì ăn liền và giúp các em có thể xem xong là các em áp dụng được luôn. Các em giải quyết được một cái câu hỏi toán trong cái thời gian rất là nhanh, cũng như là các phương pháp mà từ trước đến nay các thầy cô giáo trước đã dạy mà các em không hiểu, thì các em hãy có thể tham gia cái lớp học này. Đó, đây là một lớp học online nhá. Còn tất nhiên là lớp học offline của thầy cũng như lớp học online của thầy trước thì các bạn đã tham gia rồi thì không nói làm gì. Còn đây là một cái lớp học online mới, và cái lớp này là lớp tổng ôn 4 tháng cuối. Đó, để giúp tất cả các bạn mất gốc, các em có thể lấy lại được kiến thức hoàn toàn này. Các em mà đang có nhu cầu về học ôn tập tốt hơn này, cũng như các em mà kiến thức bây giờ các em chưa vững, thì các em nên tham gia cái lớp này nhá. Đó, thì tí nữa thầy sẽ giới thiệu cái lớp này. Nhưng trước khi để vào giới thiệu tại sao lại có cái lớp này, thì thầy cũng nói qua lại cho các bạn là các bạn đã xem ở phần trước rồi. Còn nếu các bạn mà chưa xem phần trước thì các bạn có thể xem ở đây. Đó là cái trường hợp năm ngoái, có một vài cái trường hợp, không phải là một vài mà rất nhiều trường hợp, các em thi điểm cao nhưng các em vẫn trượt tốt nghiệp đấy. Có thể là những bạn mà tổ hợp môn khác đi thi điểm toán các em bị điểm thấp dưới 5, hoặc là trường hợp đen là các em có thể dính điểm 1 đó, vì các em không ôn chẳng hạn. Các em cứ cảm giác như là chúng ta đi thi kiểu gì chúng ta sẽ được trên 5 điểm, đúng không? Và ngày hôm nay thì thầy sẽ cho các em thấy một cái số liệu cực kỳ đáng báo động. Của đây là số liệu chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về cấu trúc điểm thi của các bạn thí sinh năm ngoái. Các em khối năm ngoái thi đấy, khoảng gần 1 triệu thí sinh tham gia cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Thì trong đó cái số điểm mà các bạn đạt dưới trung bình là 296.273 bạn. Đấy. Và nó chiếm đến 33,74%. Và tại sao thầy lại mở cái lớp học để giúp các em lấy gốc kiến thức này, cũng như đạt chắc chắn cái điểm 7 cộng 8 cộng này, là vì năm ngoái chỉ có năm ngoái là có cái số thí sinh mà các em đi thi, các em tự tin ấy, để các em đạt được điểm 7-8 một cách đơn giản ấy. Nhưng mà thực ra nó không hề đơn giản một chút nào cả. Kể cả đề năm ngoái được xem là nhẹ nhàng hơn cái đề năm 2018 rất nhiều. Vì đề năm 2018 thì thầy không nói làm gì rồi, vì điểm cũng các bạn cũng là khó. Thứ nhất đề khó hơn một chút, thứ hai là các bạn với tinh thần cũng hơi chủ quan. Còn đề năm 2019 vừa rồi là một đề được xem là nhẹ nhàng, ăn được điểm 9-10 cũng có thể rất là nhiều. Nhưng mà cái số điểm toán dưới 7 là 676.707 học sinh đạt điểm thi dưới 7 bằng 7. Có nghĩa là chiếm đến 75%. Đấy. Nên là các em mà đang mất gốc kiến thức này, các em mà đang kiến thức của các em đang chưa vững này, hoặc là các em mà ôn thi lại này, thì cái phần trăm của các em rơi vào 75% này nó cực kỳ nhiều nhá. Đó là cái thực trạng của cái đề thi năm ngoái. Khi mà các bạn đang tự tin là các em đạt điểm cao thì đến 75% số các bạn là đạt điểm dưới 7. Và tất nhiên là dưới 7 thì cái khoảng từ 3 điểm đây, ở trên đây thầy có rất là nhiều cái thông số đây. Các em nhìn này, khoảng ví dụ từ 3 đến 4 điểm này. Đây, từ 3 điểm này, các em thấy 17.000 này, 3,2 cứ lên 0,2 thì 18.000 này, đến 19.000 này, 3,6 20.000 này, 3,8 21.000 này, và đến dưới 5 là đấy, cứ mỗi cái đầu điểm tăng 0,2 thì có khoảng độ 20 mấy nghìn đến 30 mấy nghìn các bạn. Đó là dính điểm đó. Thì đều là điểm dưới 5, còn dưới 7 thì đến 676.707 học sinh. Đó, do vậy chúng ta không thể chủ quan được, đúng không? Cũng như là các bạn nào cứ cảm giác như chúng ta đang làm trên lớp được khoảng 6-7 rồi đi thi chưa chắc đâu. Chưa chắc các em đã đạt được điểm số đấy đâu. Đó. Vì vậy nên là thầy mới khai giảng cái lớp này. Trong năm nay thì thầy cũng rất là bận. Nhiều, nếu nhiều bạn mà các em đã theo dõi cái
cái Facebook của thầy, thầy Tuấn thầy toán quốc dân, thì các em cũng thấy là đợt gần đây thầy cũng rất là bận, cũng như đầu năm thầy đã hủy rất nhiều cái lớp mà không không có thời gian để khai giảng, nhưng đến đợt này thì cũng có vẻ là ổn ổn hết các công việc rồi, nên là thầy sẽ khai giảng cái lớp này. Hiện tại thì các bạn có thể gặp thầy với lớp offline, các bạn có thể gặp thầy ở trung tâm Five Star ở số 30 Cầu Giấy Hà Nội, 30 Phạm Văn Đồng Cầu Giấy Hà Nội, đây là cơ sở chỗ Đại học Sư phạm Hà Nội nhá. Đó, với những bạn mà các em ở gần khu vực này các em có thể ra lớp off. Còn với những bạn các em ở xa thì đang có khá nhiều các bạn inbox về, thì thầy sẽ tổ chức cái lớp online vào 4 tháng cuối này. Tất nhiên trước thì cũng đã có các bạn học sinh online của thầy rồi. Đó, thì các em có thể tham gia được cái lớp này luôn. Cụ thể lớp này là lấy gốc kiến thức nhá. Chúng ta tập trung để lấy gốc kiến thức, ôn lại từ đầu để các em chắc chắn đạt điểm 7 cộng trở lên. Và cụ thể nữa, nếu bạn nào tốt nữa thì các em có thể đạt điểm 8 cộng. Còn với những bạn các em đã đạt điểm 9 cộng và đạt điểm ôn thi đến 10, các em đã ôn tập với thầy từ đầu năm rồi, thì các em có thể xem thêm ở trên kênh YouTube Trung tâm Luyện thi Đại học Five Star các đề luyện thi của thầy ở mức độ 9 cộng và mức độ 10. Còn cái lớp học này thầy chủ yếu dành cho các bạn mà các em, thứ nhất này, phù hợp với các học viên như nào. Thì các em học sinh lớp 12 các em đang mất gốc kiến thức và cần ôn lại một cách gấp nhất có thể để chắc chắn được đề thi. Các em có thể làm được 7 điểm hoặc là từ 7 cộng trở lên, chứ không rơi vào trường hợp mà 2, 3, 4 hoặc tạch tốt nghiệp nữa thì không nói làm gì nữa, đúng không? Đó là những bạn đầu tiên các bạn có thể tham gia cái lớp học này. Các bạn thứ hai là các bạn học sinh ôn thi đại học, các em đang muốn ôn thi đại học lại một cách tăng điểm nhanh. Thì bởi vì bản chất thầy thấy là các bạn năm ngoái các em ôn thi thì các em mất điểm ở những cái câu nó rất là dễ. Và cái thứ hai là các em hay bị hiểu nhầm. Và cái thứ ba nữa là với các bạn học sinh ôn thi lại thì các em đã từ lâu rồi các em không làm quen kiến thức, nên chúng ta nên tham gia cái lớp này nhá. Đây là lớp online các em nhá. Đó. Tí nữa thì thầy sẽ nói cụ thể xem cái thời gian học nó như nào. Đó. Và các bạn sĩ tử lớp 13 khối nghĩa vụ công an ôn thi và chính quy, thì với những bạn mà các em đang là nghĩa vụ thì các em được cái điểm ưu tiên của năm nay thì các em có thể tham gia thi luôn cái kỳ thi này, thì các em có thể tham gia lớp này nhá. Cũng có rất nhiều bạn nghĩa vụ các bạn inbox về cho thầy, bởi vì các bạn hay, các bạn nghĩa vụ là như nào, các bạn nghĩa vụ là các bạn là hay phải làm việc, đúng không? Khác với cả các bạn học sinh cũng như các bạn ôn thi lại có thời gian ôn nhiều hơn, thì với các bạn nghĩa vụ là các em ít thời gian thì các em nên tham gia cái lớp online này để ôn tập lại kiến thức này, cũng như là để chắc chắn trong một kỳ thi chúng ta không bỏ lỡ thêm một năm nữa, đúng không? Để chúng ta ôn tập, hãy dành quyết tâm tất cả. Thì thầy cũng hàng năm thầy cũng giúp đỡ rất là nhiều các bạn khối nghĩa vụ, các em ôn thi vào chính quy đó, các em ôn thi vào các trường đại học về Học viện An ninh này, Đại học Cảnh sát này, thì cũng có rất nhiều. Và thầy biết được là các bạn có những cái điểm mạnh gì và điểm yếu gì, nên là các em tham gia lớp online này sẽ là tốt nhất nhá. Đó. Còn các bạn ở gần thì các bạn học lớp offline cũ thì thầy không nhắc đến làm gì cả. Đó. Thế chủ yếu cái nội dung học của cái lớp ôn thi cấp tốc này của chúng ta là gì? Thì các em để ý cho thầy ở trên đây. Đó, các em có nhìn rõ không nhỉ? Đó. Thì cái nội dung của lớp học ôn thi môn toán cấp tốc trong 4 tháng cuối này, đó là đầu tiên là các bạn sẽ tổng ôn lại cho thầy toàn bộ kiến thức của lớp 11, lớp 12 nhá. Đó. Và cái đặc điểm của tổng ôn này, nó sẽ không phải là học lại từng bài, mà chúng ta sẽ học theo kiểu mì ăn liền. Mì ăn liền có nghĩa là như nào? Có nghĩa là chúng ta học xong chúng ta áp dụng được luôn. Và thầy sẽ áp dụng cái chương trình giảm tải, chắc chắn năm nay do dịch rồi nên là giảm tải rất là nhiều, và thầy biết chắc là nó sẽ giảm tải những cái nào từ Bộ Giáo dục rồi, nên là các em cũng yên tâm cái phần này. Và chúng ta không áp dụng cái gì đó cao xa cả. Những kỹ năng để cộng, lấy 9 cộng hoặc 10 cộng thì chúng ta sẽ không áp dụng, mà chúng ta sẽ áp dụng chủ yếu những kỹ năng để chắc chắn điểm 7 cộng và 8 cộng thôi. Đó. Còn kỹ năng 9 cộng và 10 cộng thầy có đăng các bài luyện đề ở trên YouTube rồi, cũng như bạn nào muốn hỏi thêm thì các em có thể inbox. Đó. Và chúng ta sẽ áp dụng đúng với cả cái thực tế của đề thi chuẩn nhất của năm nay. Đó. Chuẩn bị khoảng độ 1-2 tuần nữa là trên Bộ Giáo dục sẽ cho các em một cái đề minh họa, và thầy cũng đã ươm biết được cái đề này nó sẽ như nào rồi, và chúng ta sẽ sau khi có đề minh họa thì chúng ta có thể áp dụng luyện đề. Nhưng mà trước đó thì chúng ta cần phải tổng ôn lại cái kiến thức toán đã nhá, lớp 11, lớp 12. Ngoài ra thì trong cái khóa học này thì tất cả các kỹ năng và cái phương pháp giải nhanh trắc nghiệm này thì các em sẽ được hướng dẫn cụ thể bấm máy như thế nào để tối ưu hóa được cái thời gian, cũng như là cách chọn đáp án tối ưu hóa thời gian và điểm số nhất của bộ môn toán. Tất nhiên với mỗi bộ môn sẽ có một vài cái kỹ thuật, một vài cái thủ thuật nó khác nhau để chúng ta có thể áp dụng được tối ưu hóa điểm số nhất trong cái thời gian có thể
Đó. Và những cái kỹ thuật này, những cái thủ thuật này thì sẽ có trong cái khóa học này nhá, để giúp các em. Và cái cuối cùng đó là đến giai đoạn luyện đề rồi thì chúng ta sẽ được thi thử trực tiếp và được thầy chấm điểm trực tiếp cũng như là chữa giải chi tiết. Để làm gì? Để các em đánh giá được thực sự cái năng lực của các em. Đó. Có nghĩa là cũng như để thầy đánh giá được năng lực của các em, thầy sẽ tư vấn cho các em được sát hơn với cái nguyện vọng của mình này, cũng như là nỗ lực thế nào để chúng ta tối ưu được cái điểm rơi là trường thi của các em nhá. Đó. Bây giờ nói về cái thời gian của cái khóa học này, của cái lớp học online này, thì với lớp học online này thì sẽ diễn ra trong 32 buổi học nhá. Đó. Và lịch học online của chúng ta sẽ vào là 20 giờ đến 20 giờ tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần. Cụ thể là trong cái group kín, group này là những cái bạn mà đăng ký lớp. Còn ngoài ra thì các bạn không đăng ký lớp thì các em có thể xem online trực tiếp ở trên tường của thầy với những cái bài giảng được post lên cũng như kênh YouTube của trung tâm. Còn với riêng các bạn mà các em đăng ký thì chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp ở trong group, một cái group mà chỉ có những cái thành viên ở trong lớp thôi, đúng không? Đó. Ngoài ra thì thầy sẽ hỗ trợ các em học tập 24 giờ trên 7 ngày, đó, có nghĩa là cả tuần đấy. Ngoài thầy thì có các thầy cô trợ giảng của thầy sẽ hỗ trợ các em giải đáp tất cả những cái gì các em thắc mắc trong cái thời gian 4 tháng cuối này, trong cái thời gian lớp học này, bất cứ khi nào các em cần. Tất nhiên là trừ cái thời gian ngủ ra, đúng không? Còn lại thời gian nào các em hỏi thì cũng sẽ có thầy hoặc là các thầy cô trợ giảng online để hỗ trợ các em. Đó. Rồi bây giờ nói đến là những bạn nào muốn tham gia thì các em có thể đăng ký học tại cái web ôn thi cấp tốc này .5star.edu.vn. Thì khi các em đăng ký họ tên này và số điện thoại tại web này thì sẽ có các thầy cô trợ giảng hoặc các anh chị trợ giảng của thầy sẽ gọi điện và hỗ trợ các em cái cách đăng ký nhanh nhất nhá. Học online thì chúng ta đóng học phí qua hình thức là chuyển khoản thôi. Đó. Còn ngoài ra thì các em gặp khó khăn gì thì các em có thể inbox trực tiếp đến nick của thầy là thầy Tuấn, thầy toán quốc dân, được chưa? Để được thầy hỗ trợ tốt nhất. Đó, lớp toán thầy Tuấn trung tâm Five Star ở địa chỉ là số 30 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, cơ sở Đại học Sư phạm Hà Nội. Phía dưới đây là hai số hotline để hỗ trợ các em thì các bạn có thể nhanh tay lưu lại. Đó. Thì mục tiêu của cái khóa học này là trong vòng 1 tháng cuối này thì chúng ta phải lấy được gốc kiến thức đã và sau đó là chúng ta chắc chắn đạt được 7 cộng và 8 cộng nhá. Thì riêng các em mà đạt được 7 cộng và 8 cộng là các em đã đạt được ở trong khoảng 25% số thí sinh điểm cao nhất của năm 2019 rồi. Và trong 25% số thí sinh điểm cao nhất của năm 2019 này thì không có lý gì mà chúng ta có thể trượt được cái trường đại học của chúng ta, đúng không? Đó. Nên là đầu tiên là chúng ta phải xác định rõ mục tiêu đã. Và cái thứ hai là thầy vẫn khuyên là với các bạn mất gốc khi các em chưa tìm được một cái lối đi cũng như là cái đường đi, hoặc là những cái bạn học sinh ôn thi lại, các bạn sĩ tử ôn thi lại thì ngoài tham khảo các tài liệu này, ngoài tham khảo các bài giảng thì nếu các em có điều kiện hoặc các em có cơ hội thì các em cũng có thể tham gia những cái lớp học. Tất nhiên là ngoài cái lớp học của thầy ra còn rất là nhiều thầy cô dạy giỏi khác đó, nhưng chúng ta mục tiêu cuối cùng của chúng ta là phải có được cái kết quả và phải đỗ 100% nhá, cái trường mà mình mong muốn, được chưa? Đó thì đấy là cái nguyện vọng cuối cùng của thầy thôi. Còn lại thì thầy vẫn, ngoài cái lớp học này ra thì vẫn chia sẻ đều đặn ở trên Facebook cá nhân cũng như là trên YouTube kênh trung tâm luyện thi đại học Five Star. Bởi vì đợt này ấy, thì Facebook nó rất là nhiều yếu tố nên là thầy chủ yếu sẽ chia sẻ trên cái kênh YouTube của trung tâm luyện thi đại học Five Star đấy, để các bạn có thể học được nhá. Với những bạn mà các bạn chưa tham gia cái lớp này thì các em đều có thể có tài liệu để học được nhá. Đó. Và đây là cái lưu ý cuối cùng của thầy, đó là cơ hội dành cho các em nó chỉ còn có 4 tháng thôi. Kể cả dịch hay không dịch thì đâu đấy đến trong vòng tháng 8 chúng ta cũng sẽ thi thôi. Đó. Nên là chúng ta bây giờ chúng ta đừng có chờ nữa mà chúng ta hãy ôn tập đi. Nếu có khăn gì các em có thể inbox cho thầy để được hỗ trợ. Cả những bạn mà các em tham gia khóa học, tham gia các lớp học của thầy hoặc những bạn các em gặp khó khăn ở trên toàn quốc, các em đều có thể inbox về Facebook của thầy nhá. Nhưng mỗi tội là đợt gần đây thì nhiều cái tin nhắn thầy không đọc được nên là phải có những bạn mà các bạn comment xuống cái bài viết này. Đó thì hoặc comment những cái bài viết của thầy thì thầy mới đọc, thầy mới xem lại được cái tin nhắn của các em nhá, để hỗ trợ được các em tốt nhất. Rồi, đó là cái thông báo của thầy là một cái lớp chuẩn bị khai giảng và cái lớp này cũng sẽ là cái lớp cuối cùng mà thầy có thể hỗ trợ được các bạn trong cái thời gian tới. Và 100% cái lớp này thì thầy sẽ giúp cho các bạn là đỗ được trường như ý. Đó, để các bạn đạt được những cái nguyện vọng mục tiêu tiếp theo của cuộc đời, đúng không? Rồi, hẹn gặp lại các em và chúc các em
có kết quả tốt trong quá trình học tập cũng như là cái thử thách đầu tiên, bước ngoặt của cuộc đời nhá. Bye bye.